Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ môi giờ học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Và các bạn thân mến, thì để giúp các bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ có thêm kinh nghiệm cũng như là tự tin khi vào phỏng vấn với lãnh sự, thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với bạn Thảo Vi. Thảo Vi vừa nhận được visa du học Mỹ nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay, và cùng trò chuyện với Thảo Vi để tìm hiểu xem là quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ của Thảo Vi thì như thế nào nhé. Chị chào Thảo Vi. Dạ, em chào chị. Em tên là Lê Tuấn Thảo Vi, hiện tại thì em đang là năm 2 của trường đại học Tôn Đức Thắng ngành kế toán. Thường thường thì em chỉ thích nghe nhạc siêu phim bình thường. Cái cảm nhận của Thảo Vi khi mà nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào? Em run lắm chị, tự nhiên sung sướng lắm, đi ra ngoài nghe nhảy tưng 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 tự nhiên nó vui nó không biết cái gì luôn. Cái người mà em chia sẻ cái niềm vui này đầu tiên là ai? Dạ là mẹ, chạy ra nói với mẹ, xong cái mẹ gọi cho ba, rồi gọi tùm lum tùm ba. Vậy là cái đầu tiên là mẹ đã thông báo với gia đình rồi. Dạ. Cho chị hỏi thêm là cái lý do là sao Thảo Vi lại chọn Mỹ để du học? Tại vì là từ nhỏ là em hay xem phim ở phim Mỹ á, tự nhiên cái thấy thích, cái xong cái lớn cái là thấy tự nhiên cái thấy là ngành giáo dục là rất là tốt, thấy kinh tế nó phát triển rồi nó rất thấy nó phù hợp với ngành của em, với lại tại học học ở đây thì nhiều khi là sau này ra trường thì mình có ít có xin được việc hơn là học ở Mỹ về thì xin được việc tốt hơn, nên là em thấy là tốt nhất là nên đi du học. Học ở Mỹ thì mình sẽ có được nhiều kinh nghiệm hơn, kiến thức thì nó tốt hơn. Lúc nãy là Thảo Vi vừa chia sẻ là ở đây thì em đang học năm 2 trường Tôn Đức Thắng với là ngành kế toán. Thì không biết qua Mỹ là mình có học tiếp chuyên ngành đó không em? Dạ có, em qua Mỹ em sẽ học tiếp kế toán. Dạ, ở trường Tulsa Community College ở Oklahoma. Trường Tulsa Community College thì có hơn là 45 năm là kinh nghiệm rồi. Thì nó nằm ở trong một trong hai thành phố mà lớn nhất của cái bang Oklahoma luôn. Nó cũng là cái trường mà trường cao đẳng là 2 năm mà lớn nhất ở trong cái bang đó. Thì mỗi năm thì nó sẽ có thêm khoảng là 30.000 học sinh. Nó là tạo hơn 230 ngành luôn. Mà ngành của em thì một trong những thế mạnh của trường. Nên là em cảm thấy là trường này rất là phù hợp với em, rất là tốt. Trường này thì thường trong nhiều năm liền á, nó được xếp vào trong top 3% và những trường cao đẳng của cộng đồng mà tốt nhất của Mỹ. Qua Mỹ là em sẽ thuê căn hộ chung cư kiểu như thuê phòng ở chung với bạn du học sinh khác. Bây giờ đã có visa rồi thì về chuẩn bị đi du học thì em có cảm giác như thế nào? Thấy vui lắm, tự nhiên thấy nó hồi hộp sao không biết diễn tả sao. Khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương á thì em thấy mấy chị rất là tận tình, chị Thúy là hướng dẫn em nhiều cái lắm. Ví dụ như nhiều khi chị đang có khách hay là gì đó mà em có khách mà em hỏi, chị vẫn vui vẻ trả lời giải đáp thắc mắc của em, rồi chị giúp em trong nhiều cái lắm, giúp em học phỏng vấn, giúp em điều chỉnh một số thứ nè, rồi mấy chị giúp em là nâng cao cái trình độ tiếng Anh nè, rồi khi có trước khi đi phỏng vấn là em phải được học qua anh Bảo Anh, thì anh Bảo Anh giúp em là tự tin hơn nè, kiểu như là em thấy mình tự tin hết, không có run, không có lo sợ. Ảnh giúp em giải đáp mấy cái thắc mắc là khi phỏng vấn là không có được sợ người ta giống như mình, rồi anh giúp em tự tin nhiều lắm. Rồi học anh Khôi thì anh Khôi giúp em là tìm hiểu thêm, rồi là giải đáp nhiều cái, nói chung anh Khôi đưa nhiều câu hỏi rất là hay. Rồi thấy như là nếu mà không đi học thì nhiều khi vô phỏng vấn em không biết trả lời sao. Nên là em thấy là học ở Tân Đại Dương rất là thú vị và đi học vui lắm. Nó thích đi học chứ không phải là kiểu như là lên lớp ngồi ghi chép chép vậy, mà ngồi nói chuyện rồi trao đổi là vui lắm. Khi phỏng vấn mấy câu hỏi của lãnh sự thì dễ lắm, người ta cũng hỏi xung quanh mấy câu hỏi mà của Tân Đại Dương giúp em đã học thôi. Người ta hỏi mà chủ yếu là mình phải tự tin, mình trả lời rõ ràng, to rõ ràng thôi, chứ thiệt ra thì người ta không hỏi khó. Người ta hỏi mà giờ mình thấy run, mình thấy khó rồi chứ không phải khó. Mấy câu hỏi anh Bảo Anh đó thì anh Bảo Anh nói là mấy câu này chắc chắn, thì vô sẽ phỏng vấn thì đúng bao nhiêu luôn, vô là chắc chắn là có luôn. Là anh Bảo Anh dạy bao nhiêu câu mà vô đó là hết, là gần 90% là có lớp phỏng vấn rồi. Nên là chủ yếu là em về em học mấy câu anh Bảo Anh đưa, nên là vô là không có sợ. Cái nói chung là hồi trước kia trước khi học của anh Bảo Anh là cứ cầm cái câu hỏi là cứ đọc đi đọc lại rồi cứ học thuộc lòng á. Nhưng học anh xong anh tự nhiên thấy không cần thật lòng, mình cứ nói có sao nói vậy, có thiệt mà mình đàng hoàng, mình nói chính mà cứ nói thoải mái, nên là thấy nó tự tin lắm. Anh Tân Đại Dương thì em hay thấy trên mạng, rồi bạn bè em cũng nói, rồi người nhà em cũng nói.
kia. Tốt nhất mình nên tin tưởng một cái một chỗ thôi. Tốt nhất là anh Bình Dương. Thì sau đó dì em có đi làm bên anh Bình Dương thì dì em cũng tin tưởng nhiều lắm, kia con cứ tin tưởng mấy chị đi rồi đó. Rồi xong em cũng gọi điện thoại để gặp chị Thúy rồi cũng hết tin tưởng nhiều. Trước em thì bạn bè em đã có ai là từng làm hồ sơ cho Bình Dương chưa? Dạ bạn bè em thì có, em cũng làm cách đây khoảng 2-3 tháng trước đây, cũng đã học ở Bình Dương. Dạ em nói anh Bình Dương làm tốt, cái mạng em mới nói là vô Tân Đại Dương đi, vô Tân Đại Dương chắc chắn là đậu á, không có rớt đâu, cứ vô đi, đừng có lo, vậy có mấy chị lo rồi, mình chỉ phần việc mình học thôi, chứ còn lại là mấy chị giúp đỡ nhiều lắm, cứ vô đi không sao đâu. Thì thôi để vô xem thử, chắc chắn 100%. Đó, đầu tiên là em qua đó là em sẽ học 2 năm ở trường cao đẳng Tu Xà, sau đó thì 2 năm sau thì em sẽ chuyển vào một cái trường đại học là trường University of Oklahoma, học cũng tiếng ngành kế toán. Rồi sau đó thì em sẽ về lại Việt Nam và làm việc ở đây. Bây giờ đã có visa rồi thì Thảo Vy có lời khuyên hay là những cái kinh nghiệm nào muốn gửi đến các bạn mà sắp tới đi phỏng vấn xin visa? Khi mà xin visa thì trước tiên là các bạn phải nghĩ tới Tân Đại Dương. Tại vì là ở Tân Đại Dương rất là đảm bảo, các bạn không có lo sợ gì hết. Và mấy anh chị đây là sẽ giúp mấy bạn tự tin nhiều lắm, với mấy bạn giải đáp nhiều thắc mắc lắm. Một câu hỏi là khi lãnh sự quán là hỏi gì thì chắc chắn Tân Đại Dương sẽ giúp mấy bạn. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là khi vô phỏng vấn mấy bạn đừng cái run sợ gì hết, cứ tự tin mà trả lời. Run thì có run nhưng mà đừng có thể hiện ra ngoài, cứ thở đều, đừng có thể hiện ra ngoài, cứ nhìn thẳng mắt lãnh sự quán mà trả lời. Mình cũng phải cười tươi với họ, rồi nhiều khi cũng có vài câu mình nói đùa với họ thì họ cũng thấy vui vẻ hơn, thì chắc chắn họ sẽ giúp mình hoặc cho mình đậu. Còn vô mà cứ trả lời lắp bắp là chắc là thấy là không có đủ tiêu chuẩn, là không có được. Hy vọng với những chia sẻ của Thảo Vy thì những bạn sắp tới đi phỏng vấn xin visa du học Mỹ cũng có thêm kinh nghiệm để mà vào phỏng vấn tốt hơn. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì một lần nữa là cảm ơn niềm tin của em cũng như gia đình đã đặt ở Tân Đại Dương. Và công ty Tân Đại Dương thì cũng chúc em qua Mỹ học tập thật là tốt nha. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thảo Vy chia sẻ về quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình cũng như là quá trình làm hồ sơ du học Mỹ như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.